Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục như cũ và tập hôm qua khá là dài. Và các bạn coi cũng hơi mà thì mình muốn đẩy nhanh tiến độ kiểu thôi. Các bạn có thể thanh niên này đang rất là buồn chuyện mà Luna chết. Mình không nghĩ là Luna chết, nhưng mình nghĩ là sẽ có một cái gì đó có thể hồi sinh cô ta vậy. Mình nghĩ là cũng như là một cái nhân vật phụ mà có đóng một cái vai trò rất là quan trọng cho tựa game này. Nhưng mà mình nghĩ là chắc phải có cái gì đó chứ. Biết là ý là mình không phải là rõ ràng là ê tại sao nó chết ngay trước mặt rõ ràng. Ai cũng biết là nó chết rồi. Nhưng mà mình nghĩ là không, nó hơi, mình thấy hơi tiếc thôi. Tại sao là để Luna chết như vậy, mình rất là buồn. Một cảm giác rất là buồn. Cho nên mình cũng mong là sẽ có một cái điều kỳ diệu đã xảy ra với Luna. Và có thể là cô nàng này sẽ thức giấc tỉnh dậy hoặc làm cái gì đó mình không biết. Nói chung là miễn sao sống dậy là được rồi. Hoặc là một cái câu chuyện mới thì sao, ai biết được. Nó dẫn ra một cái thứ gì mới mẻ hơn. Có thể là một cái thuốc mỡ hay gì đó. Hoặc là nó lại đẩy theo câu chuyện mới. Thì tới đầu tính mình cũng không rõ là liệu sẽ có thay đổi gì không. Nhưng mà thôi, mình cũng mong là chúng sẽ vẫn tiếp tục được. No, still no sign, it's not looking good. Nó làm như là chúng sắp đi tìm ra được con nhỏ này á. Làm gì thấy đâu mà đi ra với đi vô vậy. Nó kêu là giờ chúng ta có thể đi vòng vòng cho tới khi nào chúng ta đi xuống dưới được. Tất nhiên bây giờ tàu đó vẫn còn đang chạy, làm sao chúng ta đi xuống dưới được. Và cái tập lần trước mình làm khá là dài. Và cũng có một cái lý do là nó, cái game cứ liên tục đi tiếp hoài. Mình không thể nào mình dừng được, rất là hay cho nên mình phải quay liên tục luôn. Soro iku no ka? Jibun de nan toka suru. Chúng ta đi xuống dưới cái mỏ dưới đây rồi. Phoenix walked a slower pace due to his eye injury. Be sure not to leave him behind. Nó đang bị chấn thương ở mắt và nó sẽ không thấy đường rất là nhiều. Là sẽ đi chậm hơn hàng chi lúc nãy mình xuống đó, nó kêu là nó cầm cái gậy để đi luôn nè. Là mình có nên bỏ Inix lại không, mà mình kêu là mình cầm nó đi theo luôn. Mình đâu biết là nó có vấn đề đâu. Hey buddy. Oi, vô-sama. Ushiro no hayasa ni kyou kubare yo. Usse, wakatte ru. Chết cha rồi, nó gục luôn rồi. Đang này là mình nên để Ignis lại, nhưng mình không rõ nó Ignis về cái gì. Cho nên mình lỡ mình cho nó đi xuống dưới đây luôn rồi. Mà buồn chứ tôi phải đi nhanh. Gì cá sấu, cá quái gì dưới đây quá trời. Con gì vậy ta? Rồi mấy thằng kia kẹt trên luôn rồi. Có lẽ chúng ta phải đánh mấy cái đám cá thì gì này nè, mình cũng không rõ nữa. Ê, mình đi khoan ra mình coi. Thôi khỏi đi, tại cái nâng cấp skill của mình cũng chưa có nhiều, có ba mấy điểm thôi. Mình level 9 con này vẫn được, tại vì là mình cũng vừa mới nâng cấp cái nhẹ rồi. Wow. Né và phải né bằng cái cục này luôn chứ. Ơi, để mình thử skill của thằng
Gladio thôi. Mình cũng biết nó xem nó đánh như thế nào. Ôi nó chịu phải 500 máu luôn. Nó cộng điểm kinh nghiệm luôn mà chưa đánh xong mà cũng cộng nữa. Rồi chúng ta chạy ra ngoài chúng ta bị tuột cái thanh tech bomb ở đâu chứ. Nó chỉ là đánh khi nào tính khi nào mà bạn sử dụng á. Khi mà trong trận chiến á thì nó vẫn còn giữ thôi. Ôi mấy con này con gì có mình phải đánh vô đây nè. Mình có biết nhiệm vụ nó phải kêu làm cái này. Cái gì giống như đi chặt cá vậy. Một phát vỡ đầu. Ồ cái này đánh đã nè. Exnit đi gục rồi. Uống máu nè em. Cái mà hộp full potion nó chỉ để thử cái skill mới rồi. Ồ anh mày thích cái skill này đã vậy mấy. Đánh đã mấy. Ồ cái kiếm gì bự đã thì nó kêu giống cái đào hơn. Sao vậy? Đuối rồi, thanh niên đuối rồi. Chúng ta gọi cái Amiga Gen được luôn rồi đó. Hình như full cái cây màu xanh dương chúng ta gọi được hay sao á. Nhớ để ý thằng Claudio hình như nó một cái skill mới bây giờ nó phải dùng tới hai cái tech bar hay sao á. Sao tối hùi vậy? Mỗi thanh niên này có cái đèn lúc nào sử dụng luôn. Nó kêu là tối không nên đi ra ngoài nhưng mà... Để coi, gì đây? Inspect the control panel. Phải xem xét cái chỗ này nó như thế nào hả? Có gì ở đây hả? Có đường đi hay không hay sao? Phải tìm cái bảng điều khiển hay sao ta? Chị ngược ra lại. Thốn vậy. Mà gặp trời tối nữa chứ. Không thấy mẹ gì luôn. Biết đi đúng đường chưa ta? Hay là mình phải chạy qua kia nữa ta? Được cái bản đồ luôn. Cái chỗ này nó giải thích khó hiểu quá ta. Ý là mình phải đi từ bên đây qua hay sao ta? Căng nhờ. Cái chỗ này là bạn ấy mình đi vô nè. Mà lúc đó nãy mà là mình nhảy xuống ngay dưới luôn. Hay là mình đi hút dưới ta? Tại nãy cái chỗ này quen quen lắm á. Đúng rồi, cái chỗ này không có đường nào lên á. Mình đi check cái chỗ khác coi. Mình nghĩ là đây có đường lên không ta? Không luôn. Không có đường lên nhé. Hoặc là mình nghĩ là phải check đâu đó trong cái control panel ngay chỗ mà chúng ta vừa mới tới á. Là sẽ có hoặc là nó nằm ở đâu đó ví dụ. Hoặc trên đây thôi. Không ta? Mình không biết nha. Sao cái chỗ nó càng lúc nó càng khó hiểu vậy. Không được luôn. Không nhảy xuống được luôn. Nhưng mà có một cái đường đi qua xem bên đây. Mình kiểm tra xem đi qua đây được không ta. Hay tới đây là hết rồi. ゆっくり歩いてくんない?
À, chúng ta gần ra cái chỗ ngay ban đầu luôn rồi. Cá sấu nè, đâu rồi? Ê, cây này bánh đã mày. Bánh này hợp với con này nè. Ui, ui, ui. Đánh có tia sét các kiểu luôn ha. Nhìn ngầu dễ sợ. Từ đây về sau nên xài cái này được hơn. Tại mấy cái này hồi máu á. Ù, nó còn đánh sét mà đánh xung quanh, đang xung quanh nữa ha. Nếu mà nhớ là bạn warp Q này nọ kiểu. Đó, đã thiệt, đam cao thiệt. Đánh gì mới đánh chứ. Đó, đánh lan đam. Lan đúng cao luôn. Ui. Ôi, anh thích cái skill này rồi đó. Quốc nó cho anh 6.000 mấy đam luôn, 7.000 đam luôn rồi còn gì nữa. Quá dữ. Nếu mà mình kết liễu nó vào bằng cái skill warp Q á, là mình sẽ được điểm ability boy nữa. Nhưng mà cái đó mình nghĩ là nên khi nào mà mình đi làm, đi farm ability boy á, thì nó sẽ được hơn. Mình để ý mỗi lần mà mình xuống mấy cái đầm lầy giống vậy nè, thì lại có cá sấu hay con mẹ đó xuất hiện, nhìn nó cứ nghi nghi hay sao ấy. Nó cứ ghê ghê sao ấy. Ê, đây đây, vừa mới nói luôn. Nhưng mà con này con khác. Mình thích cái cây này được cái là nó bắn, nó đam dữ mà nó đánh, cái cách đánh nó cũng ngầu nữa chứ. Nó lan đam nó lan ra ngoài, nó lan qua chỗ cái bên. Hay chứ. Ồ, đã em. Đã nha. Cây này đã đó mày. Âm mày thích rồi đó. Mua quyết định mua mấy cây này đúng đắn. Nó mạnh hơn mấy cây cũ của mình nữa chứ. Rồi, mấy bộ rồi. Lên mấy bộ ơi. Lên đây. Rồi, từ tới đây là nè. Càng lúc càng đi tới cái nó chỉ cái đường khác. Nó làm ơn chỉ trên bản đồ cho dễ nhìn tí, nhiều lúc mình cũng không biết phải đi đâu nữa. Đi mò tù lum la. Cái này mà nhiều á. Mình ở ít xài sét á, mình không thích sét cho lắm. Mình là xài lửa khá là nhiều hơn mà sét. Nó đã bị chặn rồi ta. Chắc đi hướng này lên nè. Biết phải cái lên ngay khúc đầu lắm ta. Nhìn là không phải đó. Xong bắn đi. Nhiều lúc bấm nút mà nó không thèm đánh luôn vậy. Để coi kiếm nó quánh như thế nào nè. Cái cây này mới, mình cũng mới mua nãy. Mà không biết nó đánh như thế nào thôi. Nó đánh có vẻ không đã bằng cái cây kia. Thằng kia quánh như là cái gì mà cứ nhẹ nhàng tình cảm hết ta. Generator key. Có chìa khóa luôn hả? À, cái chìa khóa đi vô cái nãy á. Giờ chúng ta thấy The Hand of the King fire up the back up generator. Full luôn rồi, giờ mình chưa sao. Ủa, trên đây có cam được luôn hả? Các bạn có muốn nghỉ ngơi tí rồi mai sáng đi làm nhiệm vụ tiếp không? Tại ngay đây có nguyên một cái chỗ để cắm trại luôn nè. Tiện quá rồi còn gì. Hay là mình đi ngủ tí rồi chúng ta mai chúng ta quánh tiếp. Cam đi. Cam còn được điểm kinh nghiệm nữa, còn biết nấu ăn nữa. Rồi, trời sáng rồi nè, ngon lành rồi. Tôi quốc tiếp thêm mấy bộ.
Có sức khỏe là làm nên tất cả, phải không? Anh đang cần lửa đây, anh xài lửa rất là nhiều. Ok, đi tiếp nè. Giờ có quái thú gì mình làm mà không biết sao nó ngủ y tới sáng được, cũng hay thiệt. Công nhận là thanh niên kia là yếu là một tí, là không làm được cái gì hết. Cũng tội mà thôi, cũng đành. Này thì dễ tổn thương nè. Nghĩ sao vậy? Bồ. Mấy bồ này căng đét vậy. Thanh niên kia chết rồi. Né cái nhẹ nè. Này thì quánh bố mày nè. Giờ mình bắt đầu mình thích cái skill của thằng John Hammer mới của thằng Claudio á. Đánh khá là đã. Cộng thêm mấy cây này nữa chứ. Nghĩ sao vậy bồ? Nó cứ giật luôn rồi. Giật hả mày? Cây này đánh thì có vẻ hơi chậm một tí nhưng mà không sao. Mình thấy cái đam cao của nó hơn. Pick up a remedy. Nó lượm được một cái remedy. Thuốc bơm thuốc gì đó. Còn gì vậy? Con này cái level nó còn thấp hơn con nãy nữa. Né đúng đẹp luôn. Nhưng mà cái con này nhìn nó ghê quá, tởm quá. Mình xài skill quá đã. Này thì mấy cái chỗ này nó không có cái warp point ha. Mình không thích cho lắm. Death blow gì đây. Chết luôn rồi. Hey. Không quá khó. Bật cái này coi, bật cái nhẹ coi. Bấm đi. Nó sẽ bấm được ta. Giờ mới bấm được. One more to go, còn cái nữa hả? Mình đâu nữa? Dưới này hả? Để đi xuống coi. Bấm thêm phát nữa coi. Ngon, kịp luôn. We got the power. Move the machine. Chúng ta phải di chuyển cái máy này đó. Activate the control panel. Nằm ở dưới kia luôn hả? Mình phải chạy xuống dưới đây luôn. Không có đủ nhiều thời gian đâu. Quánh luôn. Sợ con mẹ gì. Ủa, nó bắn ra được luôn hả? Nó bắn cái gì vậy? Wow. Sáu ngón. Giờ để mình coi. いらいだか。そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。おい。この続けるよ。俺が何言ったって
続けなきゃなんねえんだろ王様は。ああその通りだ。だがな、分かってんならちったしっかりしろ。Đỉnh, đỉnh cao. Anh mày thích rồi đó. Cái hàng này nó bự thiệt chứ. Công nhận. Mà toàn mấy con gì đâu không à. Cá sấu không ra cá sấu mà. Ờ, nó rồng cũng ha. Cái nhìn nó giống con cá mà. Kiểu cá gì mình không phải gọi là cái gì nữa. Nói chung nó người ngợm không ra ngợm. Người con gì cũng không ra con gì á. Cho nên tôi thấy hơi kỳ, trộn á, mình nhảy vô cái tia đó luôn á. Ê, mấy con này nó bắn ngay lập tức hay vậy. Wow, cái gì Ê, dừng chơi, cái chỗ này cái đường nó lại lên không lại được rồi. Nó bắn, ây, nó bắn dữ vậy. Đỡ nè, anh mày thích rồi nè. Flyers quất nó nhanh. Quất hết nguyên một đám luôn. Cái thằng này nó không có đam lan với nhau được ha. Còn mình chỉ cần mình này là nãy nó có đam nó lan ra nhau. Ngon chứ, ây. Mày nghĩ mình đánh ai. Mày còn lại đứng luôn rồi. Có điều cái cây này đánh nó hơi chậm thiệt, bù lại cái đam nó cao cực kỳ luôn. Quân nó cho anh nhường cho chú đó. Mũng u đỉnh, thật là đỉnh. Đỉnh cao. A Petty Boy này đó, phải vậy chứ. Anh mày canh mày gần chắc là mày quất cái shrine vô là ngon. Đẹp. Ủa kia đây, nhìn giống mấy cái mình không nghĩ bậy đâu, cho nên thôi nói thật ra mình nghĩ bậy ấy. Các bạn nhìn giống cái gì các bạn tự nghĩ ha. Mình nói là nhìn nó giống như hành ngò hành tây thôi chứ không có gì đó, chứ không có gì đâu, cho nên cái mẹ đi. Nani kore tamago ka kono shiro ni nani ka ari sou da kedo. Cái con gì vậy, đã xấu mà còn. What the fuck? Nó ngoạm một cái mình tuột máu luôn trời. Con sẽ lại gì? Wow. Take down the Marlboro. Nghe cái như tên là tên như thuốc lá vậy ha. Tên cứ nghe như là thuốc lá vậy. Hồ máu cho Ignis với Prompto coi. Hai thanh niên này hết máu nữa rồi. Quân nó đi, đúng rồi. 1, 2, 3, nhào lên. Một phát quá đẹp. Song kiếm hợp bích. 1,500 máu. Thôi mình nghĩ là mình không nên bật cái Amiga Chain làm cái gì. Sao hai thanh niên cứ chết hoài vậy. Mình cũng tính bật Amiga Chain này, nhưng mà mình nghĩ là mình nên để dành cho một cái trường hợp nào khác thì sẽ nó hay hơn. Ôi lại nữa. Và cái hai thanh niên vừa mới bơm máu chưa dậy dây trưởng phát gục tiếp. Rồi Ignis rồi. Đuối rồi. Uống cũng lâu nữa không nội. Tại vì cái con này máu nó cũng hết cũng nhanh. Tạm thời chắc để yên đi. Chắc để yên cho Ignis đi. Đây nó quánh hết là tự động nó hồi sinh vậy à.
nó nổ nữa chứ. Con này nó nổ nữa hả trời. Nó hồ một tí máu lại nữa kìa. Bồ ơi là bồ. Có combo hit các kiểu luôn nè. Ý, thằng này phải hồi đó lại. Tại vì mình đang sử dụng thằng này rất là nhiều. Sao con này vẫn chưa chết nữa. The Mary Heart Gone Berserk. Bad Breath. Mùi hôi. Mùi hôi của mồm. Phải tránh xa, chứ mình chưa kịp tránh xa là nó đã phun rồi, né không kịp. Flee from arrows and regroup. Mình chưa có skill regroup, regroup là phải dùng một trong những thằng này nè. Đó, bây giờ mình phải kêu Ignis. Thôi cái này ra. Nocton, 1つ 試させてくれ. Ôi, giờ nó làm gì đây? Làm gì đây? Nổ hả? Ngon, ngon lành liền. Ra đúng cái chỗ mà nó kêu là xong liền nó chọi, tự nhiên hồ full máu luôn. Libra and Elementia. Cái này mình cũng không rõ là cái gì á. Mà nhìn càng lúc cái này, nhìn càng lúc cái giống cái đó quá. Còn giống cái gì các bạn tự biết ha, nhưng mà nhìn càng lúc nhìn cái sao. さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。 待ってくれ。 お、 どうした？ もういいだろう。 揉める目についてだが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが。面倒見らんねえって話じゃねえよ。 なら、決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺に合わせろなんて言わない。追いつけないなら、その時は自分で諦める。どうなんだ、王様は。ノクト、王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どんな犠牲が出ようとも
もうご乗車になりますか？あ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね、隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって？死なれたら困る。直球だな。列車の旅もいいな。ああ、帝都に着いたら運転はお前か？二人に聞いてみ。レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが。うん。帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。あ、足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ？人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ？夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。一日夜って？大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かはその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、分かった、行ってくる。ああ。すごくない？この景色。ああ。マジでどうなってんだ？わけわかんねえな。ほんとすごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない？こんなの普通想像つく？俺的にはありえないっつうか、本でも見たことない。ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくりした。うっせぇ。ちょっと、なんでそれ本気？あった！てめえ、ふざけんな！ノクト。くそ、あいつ。ê, nhây lắm luôn, phá nè. Chỉ giỏi được cái phá là giỏi.
Hèn chi cửa nãy nó không tự động mở vậy. Giờ chú muốn gì? Má chỉ được cái chạy là giỏi. Theo cái biến mất mà mày đang chơi cái đầu tao phải không? Không có vui gì không nội? どういう意味？それ俺のせいだって本気で言ってんの？本気に決まってたら今更言い逃れすんのか？言い逃れって。待ってよ、本当に頼むからちょっと話を。 ロクター、大丈夫？今、アーデンが。え、アーデンって？じゃあ列車が止まったのって、そのせいなのかな？何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。ルケーさんが、検査、フォーム、エンジン、フォーム、設備、フォーム、マイル。 Chúng ta sẽ đi kiểm tra phòng... What the fuck? Gì ghê vậy? Ai bắn vậy? Chúng ta sẽ đi kiểm tra cái phòng sau đó. Axeman cầm đao, nguyên cái đao luôn à. Ồ, giờ thanh niên muốn gì đây? Muốn quá lộn sao? Hôm nay đã gặp những thợ lại như chú rồi, cho nên cũng không có gì phải quá là ngạc nhiên đúng không? Vấn đề chúng ta phải giải quyết với cái chuyện này đây. Và Ardin là một trong số mà chúng ta đã, mình cũng đã phòng phòng ngừa sẵn rồi. Thằng nó kiểu gì cũng nó phía sau cũng lật mặt nó cái kiểu người giống vậy, là cái kiểu người mà mình nghĩ là chứ. Ủa cái gì vậy? Imperial Shock Trooper attempt to blow up the train. Take them down before they get too close to the train. Take them, the game is over. Tại là nếu mà tụi này nó đang định phá con tàu, và nếu mà tụi nó phá được con tàu thì coi như game kết thúc vậy thôi. Làm sao mà kết thúc được? Còn mấy thằng này nó yếu dữ luôn hả? Level cao mà sao yếu vậy? Mình không ngờ là mình chửi một phát nó gục luôn vậy. Đấy là mình cũng tưởng ít ra cũng phải con mẹ gì chứ ai ngờ là chửi một phát gục luôn. Rồi nó đâu rồi, nó đâu rồi, một phát quá đẹp từ xa nữa chứ. Cái này warp kill hơi bị đã. Rồi nào bắn rồi, shock hả? Sao mấy này đánh được hay vậy? Thấy nó ăn bấm đam từ đâu ra vậy? Ồ, trẻ một phát muốn đứt đôi cái người đó luôn rồi kìa. Nghĩ sao vậy, bồ kia tính đánh này đằng sau lưng qua, mà cuối cùng đánh không được. Té nè. Wow wow, cái gì đây, cái gì đây? Nghĩ sao vậy bồ, nghĩ sao vậy bồ? Được, cái warp kill của mình nó đam nó cao. Quánh ngon chứ. Rồi cái hết mana rồi. Pronto bắn á. Anh không thích nhà nào nhây nhây đúng không? Sự gấp. Ủa là rốt cuộc là nó đánh từ đâu vậy? Vấn đề là mình đánh mấy thằng shockman rồi mà sao nó vẫn cứ ăn đam thế nhỉ? Sao mấy đam này yếu thế, yếu hơn cái con nãy mình gặp nữa. Ủa nó ra chui từ đâu ra vậy?
ブランプト、中入ってろ。Wow, thanh niên, dân chơi. Chạy tới cuối cùng cũng cố gắng ráng thêm một phát nữa. Oh, đằng sau lưng à. Thanh niên này vẫn chưa chịu tha sao? Nhây vậy luôn á hả? Nằm ngủ nè con. Nằm ngủ nè. Imperial Assault Craft House will begin firing again. Tụi bắn súng của tụi kia. Boy warp the ship and destroy them. Ship đâu? Con tàu đâu? Đâu? Con tàu đâu? Thấy hai bên mà. À đây đây đây. Mình chỉ thấy hai bên mà không thấy đâu á. Rồi rồi. Destroy kiểu gì? À, phải chúng ta phải vô được bên trong như thế này hả? Force the structure to self-destruct or use one of the turrets to take down the four assault craft. If a train takes too much damage, the game is over. Overray, chứ phải đánh mấy cái thằng này mới được. Rồi chúng ta sẽ cầm cái súng để quất mấy cái thằng còn lại. Going down for real. Oh yeah, baby. Anh tới đây mấy chú. Mấy chú lo mà tự phá hủy đi. Tự gục đi. Mấy chú xem xét mấy chú làm ăn như thế nào mà để cho dân chúng nó chửi. Đâu rồi, để hồi máu coi. Noctle. Ok, Noctle. Oh. Chỉ cần quất mấy bộ giáp này thôi là nổ rồi. Đâu cần nhiều. Đâu cần quất gì nhiều đâu, quất cái bộ giáp này nó nổ rồi. Mấy chú muốn gì? Anh quơ đủ cánh nắm một phát là tụi bay chết hết. Return to the train. Ok, anh xuống đây. いつからだったと思う？イグニス、列車止められねえか。プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは帝国の宰相が絡んでいるなら奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか。こっちに来られるか。グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か。ああ、じゃあそっちに。ああくそ、また来た。片付けてから行く。なんか来たし。おいよな。Không những gặp cái ông nội kia mà đã chơi xấu rồi, còn gặp thêm cái đám này nữa chứ. Và chúng ta vô tình đẩy Prompto xuống tàu luôn rồi. Buồn ghê.
chỉ vì nó giả hình của Romto, nó làm một cái hình ngoại hình tương tự là mình cứ dương đông cái tay thì chứ. Còn cái con nữa, mày bắt đầu mày nhây rồi nha, nhây rồi đó, thích thì quất nè, anh không sợ mày nữa sao cái đánh rồi. Chứ nó không có xài skill khác được. Con này máu thì nó không nhiều nhưng mà vì cái nó trâu hay giống gì ấy đâu, máu nó không nhiều nhưng mà ý là mình nó cứ đánh, mỗi lần nó đánh cái nó lại thọt cái là mình không đánh được nữa. Nữa một con khác nữa hả? Sao nhiều vậy? Mình ghét mấy cái con này ghê ta. Mình thấy là đánh kiểu đánh cái đồng đội thì sẽ hay hơn nhiều. Mình có là chúng ta phải đánh mấy con này xong rồi chúng ta mới đánh được tiếp. Con này mỗi lần nó đánh mình cứ mình gục rồi ta. Bố mày tức rồi đó, bố mày tức rồi đó. Rồi rồi, còn nào nữa? Tới luôn đi, tới luôn đi. Bắn một phát bay hết. Không bay anh cho mày bay luôn. Mày thì nằm nè. Ngầu thiệt. Tới đây luôn rồi. Còn một đống con thôi. Gặp con lớn lớn nữa. Tao nói lần này vào 32 luôn rồi. No turning back. Mình phải clear cái chỗ này cho tụi kia đó. Mình đi xuống, chúng ta sẽ trap mấy người dân ở đây. Giờ lại có quân Imperial ở đây đó, chung là mình cũng không biết phải tin ai hết ta. Riết rồi chúng ta thả quân xuống thì đó là mình đợi đi theo con nhỏ này là đúng. Nhưng mà thì bên cũng là cùng một quân đội, nhưng mà đối với hàng Ardyn thì lại một vấn đề khác nha. Nó lại chơi, mình mới vừa chơi mình một cú xong. Mình cũng chưa hiểu cho lắm. Rồi tụi nó phải làm như thế để làm gì. Nhưng mà nói thẳng ra mình thì không muốn con Arania này trở thành một con boss nào đó mà chúng ta phải giết. Thì nhỏ này khá là đẹp mà mình không muốn giết người đẹp. Và mình tôn trọng cái đẹp. Thêm cái ngực bự nữa chứ. Anh thích những đứa nào ngực bự như thế. Và anh không thích phải giết những đứa như thế này. Sao nó nhìn nó ghê dữ trời. Cho nên là vẫn mong là nhỏ này đừng có làm cái gì dại dột ngu xuẩn nó được rồi.
Thằng Audi thì ta phải chặt đầu rồi đó má. Chơi điếm thúi và cờ lờ luôn, chơi kiểu đó chơi với bố đi trời ơi. Thì chúng ta còn cái thằng mà cái tóc bạc bạc á, chỉnh chó, cái thằng mà chảnh chảnh đó mà coi bạn coi cái gì mà thấy á. Ray versus vậy. Cũng chảnh không kém, thằng nó cũng phi nên xử nó gấp. Chứ cái ông già già nữa, ông đòi giết nguyên qua đế chế của mình rồi đòi giành cướp nguyên đế chế của mình mà. Kiểu gì phải giết ổng thôi, không giết cũng phải kỳ. そう。運転頼むな。ええ、任せてください。正直何が起こるかわからないですけど。な。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね。ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました。この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？分かった。行ってみろ。Chúng ta phải chạy là nói chuyện với cái bà ở cái nhà House Flareth gì đó.Không biết là còn đây chúng ta nhận nhiệm vụ đi theo nhiệm vụ của ông Pixel, ông đưa sao mình đi dạy vậy thôi. Hello, Duyên chơi. Mô xì à, Noctis sama de irasshaimasu ka? Ờ, sô đa kado. Mô ichi do o ai de kiru to wa, konna ni okiku korippa ni nararete. Furureke.次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ、悪い。いいえ。それより、お伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は、紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも。この指輪を。ノクティス様へ私の代わりにどうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、ケイトへ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。
cái vụ thằng reverse cho lắm nha, là thằng đó nó có liên quan gì tới mình ta, và cái những cái gì mà mình nghĩ xấu về nó rồi có thể là nó sẽ không xấu như mình tưởng. Tại lúc mà mình coi tập, mấy bạn nào có để tập máy á, là nó nói chuyện với ông Yuki, ông Yuki giết hết luôn mà tại sao bây giờ nó lại ý nguyện của nó lại muốn đưa lại cái nhẫn cho mình, rồi đồng thời với con nhỏ Luna luôn. Tại lúc mà Luna qua bên kia thì tức là nó có thể là nó sẽ có liên quan tới cái đám còn lại, kiểu như là phải, ý là phải liên quan đến đám còn lại, tức là nó mình cũng không phải biết nó sao nữa, kiểu như là nó giúp, nó hẳn là nó giúp thôi. Là nó động viên nhỏ Luna đưa cho mình cái đó, và có thể là nó đang giữ, và thậm chí nó giữ xác của ノクティスが、ルナ・フレーナ様とそうか。ありがとな。かつてレギスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。 その 顔は、テネブライに来て変化した。レギスも、寂しめだったノクティスも。カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私は、カンナギである以外に、特別な力など持ってはいません。ただ、本当は婚約のお話を、とても嬉しく思いました。 ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから、持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。 フレーナ様、ご迷惑か持って言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。ここの市民とそっちの乗客は私が面倒見る。デートに入るんなら、まあ気をつけなさいよ。ありがとう。どうもな。じゃあ行ってくる。 早く乗れ。ああ、どうも。一応ご連絡しますね。現在のところ特に問題なく、この列車は順調に程度へ向かってます。何かあったらお知らせします。外は雪だ。中も冷えてきたか。標準の亡骸があると言っていたな。 亡骸じゃ掲示はできねえか。無事に通り抜けられるよう祈ろう。テートに入る覚悟もしねえとな。警告を抜けたらテートだそうだ。随分近くまで来たな。 また止まりやがったな。すいません。お、どうした？今立っちゃってます。調べてますが、これ外かな。俺たちが見てくる。ああ、はい。雪かきくらいで済みゃいいが。そうだな。寒い。 Ủa cái đầu con nhỏ này nhìn ghê vậy.
Ý là nó thiết kế là vậy. Hay là thần thánh gì rơi xuống chết dưới đây. Let's xem She Lying Dead. Chết luôn. Freed. Hơi thở của Clasian. Hèn chi ta lạnh chóng chắc là hết biển rồi. Thần Titan này nó chúng ta tới thần băng hay gì là mình nghĩ là vậy. Có thể là vậy thôi. Chứ mình cũng không rõ nha. Tại mình cũng biết mình đang phải đánh với ai nữa. Một cái thể loại thần tiên nào đó hoặc là sao sao đó chúng ta mượn sức mạnh nữa. Này là mini boss hay con mẹ gì vậy? Lyra. Ê mình thử cái skill mới của thằng này thôi. Skill Lyra gì nè. Không rõ nữa. Ok. Nói chung là cái skill này mới he gets poison or something. Nói chung này cũng mới để được sự hơn skill của thằng Claudio ơi. Quất cái nhẹ nè. Con này chịu sao mà nổi được. Chết liền. Còn ai nữa không? Ra nữa rồi, linh hồn mà mana cái kìa. Phải vậy chứ, một điểm luôn. Để mình hồi cho Noctis kìa này. Hồi máu cho nó máu nó lên lại. Đó, phải vậy chứ. Sao nhiều lúc nó không hồi ta. Uống máu rồi mà nó vẫn không hồi ta. Hơi là mình mua nhiều lắm luôn á. Ê chết cha bấm nhầm. Ignis lộn. Uống đi em. Lên máu lại coi. Có một con khác ra nữa hả. Này là hai ba con luôn, phải một con nữa. Đó phải vậy chứ. Mình bị cái là mình cái quá phôi mình thấy cũng tùy lúc nó mới có nha. Quấn nó chanh. Đúng rồi. Lên phải vậy chứ, cứng liền. Bụm một phát liền. Cái con này nhìn giống ăn mày á, ăn mày level mới. Một đẳng cấp cao của level ăn mày mới. Dễ tổn thương nè. Này thì nằm xuống nè con. Này thì láo. Tàu đã không đi được rồi còn còn chặn nó cho nó lại nữa chứ. Claudio quất nó nhanh. Xong kiếm một bích như này mới đúng nè. Hồi máu cho Ignis nè. Mày nó nhắm Ignis đánh không vậy? Đợt. Cái gì cái gì? Cái gì hôi thối vậy? Demons, Demon chứ là Demons. Defeat Deathclaw. Có con nào nữa sao? Ui, con Deathclaw giờ mới ra bây giờ, nãy giờ nó đâu ra đâu. Giờ nó mới ra nè, để mình dùng cái hai laser cho Nista. Hồi máu cho bản thân cái đây. Wow, 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 wow. Nó dùng cái skill gì kinh gì vậy? Nó dùng cái skill gì kinh gì vậy? Wow 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 wow. Giờ mình bật cái Amiga Chain lên luôn. Ý, nó gục vào một đứa gục rồi. Đâu rồi, Phoenix Town đâu. Ignis nè. Để mình dùng cái hai potion cho Claudio quá nè. Đứng dậy em ơi. Còn mình sử dụng cái này. Hồi máu cái nhẹ coi. Ui. Ui, rồi xong. Chết chúng mày nhé. Này được cái đá đánh liên tục được. Ignis rồi. Hồi máu cho em. Em mất máu nhiều quá. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, xong vô đánh nó luôn. Con này bị cái máu trâu quá.
Con này giống như mini boss vậy ha. Mình cứ tưởng là con kia là boss rồi, con này không, nó còn kinh hơn con kia nữa. Cũng hơn á là mình mua potion nhiều, cứ xài thoải mái mấy đứa. Đánh hụt phải không? Nhưng mà bị cái nó bắn nó tìm mình đau quá. Claudio đi. Cộng thì cộng nhiều nhưng mà giờ cái thanh xám của nó xuống thấp quá. Wow 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 wow, khoan khoan khoan. Hanani kia hết máu luôn rồi. Ignis nè, còn máu nè. Mình thì để từ từ cũng được. Elixir mình còn có Phoenix Tail Potion, Cure Perfection. Vậy nên mình cũng không rõ mấy cái này nữa. Này là dùng thôi, nó hồi hết luôn. Đợt vừa mới hồi máu xong. Hợp tác với nhau phải vậy chứ. Tôi thử kiếm rồi. Nếu sao nó cứ vô máu yếu rồi vậy ta. Quánh con này quay căng, nó nhây. Bước tiếp đi em, bước tiếp đi. Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Thôi mana cái này. Bước từ đằng sau có vẻ được hơn. Chết liền. Bớt nhây đi con. Ai Nocto! Nó sa. Naga no yosu ga okashii. Hayaku koi. Nakatta. Iku zo, Ignis. Ah. おい待て。あの野郎。だ。Cái thằng kia nó uống nhây luôn mày, tới giờ nó vẫn chưa uống thai cho mình nữa chứ.
ノクティス、世界に光を。ルナ・フレーナ、もう諦めろ。ノクティスは王にはなれない。どうしてそんなことを言うのです。他に道などありません。これ以上はお前が命を落とすぞ。分かってます。後悔はないんです。ただすぐ近くで声を聞きたかった。昔みたいに笑って、その手に触れて、標人が来てた。まあもう帰ってから平気だ。他のとこ見てきてくれ。おう、行けるか。ああ、すまない。大丈夫だ。もうそろそろノクトって呼んでもいいかな。お、久しぶりに死ぬかと思ったよ。やっぱり神様の力は強いな。でも俺も強いんだよね。死にたくたって死ねないっていうか。にしても粉々にするとはな。痛かったよ。いいものを見せてあげるよ。これなんだ。あ、誰のだって聞くべきだったな。見覚えあるよね。はい。なんちゃって君にはあげないよ。どこにいる。誰が。ははプロンプト君ね。
この先。先？帝都グラレア。わかる？うちの首都。そこまで来ればさ、会えるんじゃない？ルシスのクリスタルもそこだ。あれは死骸に効くんだ。取り戻したらどう？んじゃ気をつけて。お友達が待ってる。そろそろ帝都に着く頃か。ああ。どんな町なんだ。どうした？何かあったのか。さて、また非常事態か？Và có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Final Fantasy tập 15, phần 15 nhé các bạn. Và nếu bạn nào thích cái tập này lần này của mình, và các bạn hãy cho mình một cái like cực bự trong phần phía dưới và hãy share cho bạn bè để cho cái đó là cũng động lực để mình làm thêm và cũng như là làm cho channel ngày này càng phát triển hơn và bự hơn, tốt hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem qua và hãy cho một cái like cực bự nhé. Bye bye.